Tập 12. Trung Nguyên Chương, ngươi là tên phản bội còn mang mũi gì đây sao? Tôn Trung, thật ra Quỳnh nói gì? Quỳnh đừng ngậm máu phun người. Ta đang nói gì? Trong lòng quân người biết rõ. Đại soái. Dừng tay. Trong mắt các người có còn đại soái này hay không vậy? Đại soái. Trung Nguyên Chương, nghe nói Quỳnh đã làm tướng phản, đưa giặc vào thành. Thật ra chuyện này là sao đây? Tại hạ một lòng trung thành, không ngờ vừa về quân trại thì bị Tôn Trung nói là nội gián, cấu kết giặc bắn đứng Hào Châu. Càng không ngờ là bây giờ các đại tiểu thư cũng nghĩ vậy. Thật ra chuyện này là sao chứ? Trung Nguyên Chương, ngươi đừng ngụy biện nữa. Tướng sĩ khắp thành đều nhìn thấy ngươi đêm khuya lẻn vào thành. Huynh Trung Nguyên Chương, ta và ngươi không thù không oán, không lý nào ta vu khống ngươi. Ta cũng nghe hai binh sĩ nói ngươi làm tướng phản, ngươi giải thích sao đây? Phu nhân, tại hạ bị quan, tại hạ đến thành Hào Châu thì gặp phải mai phục, các huynh đệ liều chết chiến đấu, không ngờ còn bị người ta nói là cấu kết giặc bán đứng Hào Châu. Tại hạ không có. Gặp phải mai phục, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu không phải ta đoán trước được sự việc, kêu tỳ nữ thay thế đại tiểu thư, thì cái mạng của đại tiểu thư cũng bị ngươi hại chết rồi. Mưu kế của đại tiểu thư lẽ ra vô cùng hoàn hảo, tại hạ nghĩ trong đó nhất định có nội gián. Không sai, nội gián chính là ngươi. Huynh được rồi, đừng gây nữa. Cha, nếu như Chu Nguyên Chương đã làm tướng phản, không lý do nào chạy về trong lúc này. Chuyện này có gì mờ ám, mong cha suy xét rõ ràng. Đại soái, Trương Sĩ Thành đích thân dẫn 10 vạn thiết giáp hùng sư đã tiến gần đến trong vòng 20 dặm của chúng ta rồi. Thăm dò tiếp. Dạ. Tinh binh kéo đến nhanh thật, xem ra Trương Sĩ Thành Trần Hữu Lượng họ đã cấu kết với nhau. Nhất định Trương Sĩ Thành đã biết cái liên quan của chúng ta nên cho quân đến hỏi tội. Nhưng bây giờ dù cho như thế nào, Trương Sĩ Thành Trần Hữu Lượng một người trong thành, một người ngoài thành, nếu như hai người kết hợp tấn công thì chúng ta trước sau đều là địch. Đến chừng đó chúng ta không những cả chỗ đứng cũng không còn, e rằng còn sẽ chết không đất chôn nữa. Đại soái, tại hạ xin làm cảm tử tiên phong công thành, thì chết đoạt lại thành Hậu Châu để chứng minh trong sạch của mình. Tốt, Trung Nguyên Chương, tôi dựa vào câu nói này của huynh. Chi Lan cầu xin cha, trước khi còn chưa có chứng cứ xác thực, tạm thời đừng trị tội huynh ấy. Được, Trung Nguyên Chương. Dạ. Bổn soái ra lệnh cho ngươi làm cảm tử tiên phong, dẫn toàn bộ tàn binh cùng đánh vào thành Hào Châu. Dạ. Bằng không, đem đầu tới đây. Dạ, đại soái. Nguyên Chương khoan đã, người đâu, đem rượu. Dạ. Nguyên Chương, trận này nguy hiểm, tôi mời huynh bình rượu này, chúc huynh mã đáo thành công. Nguyên Chương, dù có da ngựa bọc thay cũng phải đoạt lại thành Hậu Châu để chứng minh trong sạch. Chu Nguyên Chương tôi dẫn binh bất tài, xem chút toàn quân chết hết, khiến các quân đệ hy sinh oan uổng. Hôm nay Chu Nguyên Chương tôi là đặc phái tiên phong công thành, dẫn chính huynh đệ đi đánh một trận khắc nghiệt gian nan hơn. Cho dù gian khó mấy, chúng tôi cũng thể chết đoạt lại thành Hào Châu. Lần này chúng tôi không còn mong sống trở về, chỉ mong có thể cùng đoạt lại thành Hào Châu. Các anh hùng, mong hương hồn các vị trên trời phù hộ cho chính huynh đệ chúng tôi mã đáo thành công. Nếu chúng tôi không may tử trận xa trường, thì mong các vị trên đường Hoàng Tuyền hãy đợi chính huynh đệ chúng tôi. Hãy đợi chính huynh đệ chúng tôi. Đại ca, với hoàn cảnh chúng ta hiện nay, có thể đánh vào thành Hào Châu được sao? Không thành công thì thành nhân. Dạ, đại ca. Các huynh đệ, sự có Đông Ngô Đinh phụng thời Tam Quốc xuất kỳ bên trong tuyết, đại phá 10 vạn đại quân của Tào Doanh. Nay có Chu Nguyên Chương tôi dẫn chính huynh đệ, thề chết đoạt lại thành Hào Châu. 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 Thank you.
các binh sĩ, tướng quân có lệnh, ngày mai Quách Tử Hưng đại soái sẽ đại phản công, cho nên thưởng cho mỗi người một chén rượu hả, để lấy can đảm ngày mai đánh trận. Ngon quá. Không được uống rượu. Các ngựa đội nào. Thật ra các ngựa đội nào. Bọn ta là đội Diêm Dương. Đại soái, Thành Hào Châu đã treo cờ chỉ Quách lên rồi. Tốt quá. Trung Nguyên Chương đúng là hổ tướng. Được, dò la tiếp. Dạ. Cha, thật sự là tốt quá. Cũng là cha sáng suốt, không có giết huynh ấy. Cũng nhờ Chi Lan con bình tĩnh về Hào Châu, cha sẽ trọng thưởng Nguyên Chương. Nhổ trại. Đại soái, khoan hãy về thành. Tại sao? Trung Nguyên Chương chỉ có 10 người, tướng sĩ canh giữ thành hơn 1.000 người. Làm sao trong một đêm thì chiếm được Hào Châu? Hơn nữa, Chu Nguyên Chương đã mưu phản trước, giờ lại dễ dàng đoạt lại Hào Châu. Trong chuyện này, e là có bẫy đó. Cha, vậy con về Hào Châu dò xét trước. Trước đó không được. Đại tiểu thư vốn là thân ngàn vàng, sao có thể lấy thân mạo hiểm? Đại soái, mặt tướng nguyện về Hào Châu dò xét coi sao. Cho dù Chu Nguyên Chương thực sự đã chiếm được Hào Châu, cũng phải tra xét kỹ càng. Nếu không có điểm khả nghi, mới mời đại soái dò giác về thành. Được, chỉ Tô Trung là chu đáo. Chuyện này bổn soái giao toàn quyền cho cậu. Mặt tướng tuân lệnh. Tiền bối. Tiền bối là ai? Tại sao lại mừng danh nghĩa của khu chân nhân hẹn dạng bối tới đây gặp vậy? Lão phù là Quá Long chân nhân, chính sư đệ của khưu lão đầu đó, hẹn cậu đến muốn cậu bái lão phù làm sư đó. Muốn vạn bối bái ông làm sư? Phải. Thì ra tiền bối là sư đệ của khưu Triệu Môn. Nhưng mà cả đời này vạn bối chỉ kính phục khưu Triệu Môn, muốn vạn bối bái ông làm sư không đời nào. Không gặp được khưu Triệu Môn thì vạn bối cáo từ. Khoan đã. Nếu lão phù đưa cậu đi gặp khưu lão đầu, cậu có chịu bái lão phu làm sư không? Được. Nếu thực sự gặp được cô Triệu Môn, cô Triệu Môn lại đồng ý cho dạng bối bái sư, thì dạng bối bái ông làm sư. Tiểu tử này nhiều trò quỷ quái. Chúng ta thỏa thuận như vậy. Thỏa thuận gì đi? Đi. Thì đi. Đến đây quần báo, cậu coi động quả lòng này của lão phu thật sự là một kho báu. Trong tàng kinh các của Ngọc Hư Cung cũng không tìm được nhiều sách võ công quý hiếm như vậy đâu. Hả? Tiền bối, chẳng bối không phải tới cơ sách võ công, chỉ đến bái kiến khu Triệu Môn. Tiền bối có bản lĩnh mà Triệu Môn ra đi. Rồi bỏ đi. Cậu muốn gặp khu lão đầu chẳng qua là muốn học võ công của huynh ấy. Thật ra trên tường này rất nhiều cao thủ võ lâm, nếu cậu ngộ được tuyệt chiêu của họ, khu lão đầu cũng phải chịu thua cậu luôn đó. Hả? Cậu coi, đây chính là cú âm bạch cốt trảo của Mai Siêu Phong.
truyền nhân của bà ta đã bị lão phu dùng cách gãy ông đập lưng ông. Cái loại gió công này mãi mãi bị dìm trong động quả lòng của lão phu. Bị bà, làm sao tiền bối chống lại được cửu âm mạch cốt trảo? Vậy thì cô không hiểu rồi. Võ công trong thiên hạ đều có điểm yếu. Nào là thượng quan phi hoàng xếp hàng đầu trong binh khí phổ, còn có tứ xuyên đường môn, thiên ma kiếm pháp, và hương thị bá đao nữa. 72 tuổi kỷ thiếu lâm. Chưa hết nha, nội gia quyền của toàn chân giáo chúng tôi. Còn có người nào có thể trở thành thiên hạ vô địch? Tiền bối, nội gia quyền của võ đan tiền bối cũng biết à? Nội gia quyền có gì hay ho đâu. Nè, khưu lão đầu đó biết, lão phu cũng biết. Cậu hãy ngoan ngoãn theo lão phu đi học đi. Khưu chữ môn học cứu thiên nhân. Tiền bối so với chữ môn quá ngông cuồng rồi. Trời ơi, tại sao cậu lại cổ hủ quá vậy? Hả? Vạn vật trên thế gian đều có đạo lý âm dương ngũ hành tương xung tương khắc. Phải biết thế gian mênh mông bao la vũ trụ vô hạn. Núi cao còn có núi cao hơn kìa. Hả? Nào là Bắc Thiếu Lâm Nam Võ Đan, danh xưng này đều là người ta tặng, sao có thể coi là thật? Tiền bối nói vậy cũng có lý. Đây là đạo lý ta mất thời gian cả đời mới ngộ ra được. Cậu nghĩ coi, lão phu nhiều tài như vậy, lại không có một truyền nhân nào. Không phải đáng tiếc hay sao? Nhưng mà tiền bối à, dưới trình độ đến đỉnh cao của tiền bối, trên đời này có biết bao nhiêu người muốn bái tiền bối làm sư? Từ chức dạy bối dụng về, thật sự không đáng đào tạo. Tiểu tử này, hả? Cậu nói cậu dụng về. Thật ra lão phu thấy cậu là một tên ma lanh, làm sao có thể qua mắt được lão phu chứ? Cho nên lão phu mới chọn cậu để truyền hết những gì cả đời đã học lại cho cậu. Sao hả? Dù sao khưu lão đầu đó cũng đã chết rồi, cậu hãy ngoan ngoãn theo lão phu học đi. Cuối cùng ông cũng thừa nhận khưu chữ môn đã thăng thiên rồi ha. Lường gạt, lường gạt. Cậu đã uống đại hoàng đan của Xích Tất Liệt. Đúng. Vừa rồi giảng bối chỉ dùng 3 phần công lực, nếu không thì thiệt cho tiền bối. Tiền bối, giảng bối không đùa nữa, giảng bối phải đi tìm bà của mình. Khoan đã. Hôm nay cậu đừng hòng ra khỏi hang động này. Trời ơi, không lẽ tiền bối muốn nhốt giảng bối ở đây suốt đời hay sao? Có gì là không được chứ. Hả? Cậu coi trong này nè, có rất nhiều sách võ công quý và tiền bối võ lâm. Nếu cậu học được những tuyệt chiêu này, thì có thể đánh thắng được lão phu rồi. Quá nhiều tiền bối và quá nhiều sách quý, giảng bối biết học từ đâu? Việc khó trong thiên hạ khởi từ chỗ dễ, việc lớn trong thiên hạ khởi từ lúc nhỏ. Ê, tiền bối. Hả? Lão quái nhân. Chú Tổng Binh, chỉ dựa vào chiêu rượu độc, 10 người diệt ngàn quân giành lại Hào Châu. Phải. Vậy tại sao không để lại một ai sống sót chứ? Tại sao phải giữ? Không lẽ chú Tổng Binh quên rồi sao? Chuyện người cấu kết Trần Hữu Lượng chiếm đoạt thành Hào Châu còn chưa tra xét kỹ. Chú Nguyên Chương tôi dẫn chính huynh đệ thề chết đoạt lại thành Hào Châu. Thường nói lời đồn không đánh mà tự phá. Đoạt lại Hào Châu đương nhiên là công lớn, nhưng chuyện cấu kết quân địch chưa điều tra kỹ, có trời mới biết trong đó có điều gì không thể cho người khác biết. Không để một ai sống sót, không lẽ sợ bọn ta truy xét à? Quan được, chúng tôi đem đánh Hào Châu, mỗi một quân đệ đều đem mạng ra đánh liều với kẻ thù, còn nghĩ tới sống chết của chúng. Cấu kết quân địch gì chứ? Thực sự là nói năng lăng nhăng, chẳng biết cốc khô gì hết. Ai nói bọn ta cấu kết hả? Người nghe câu nói lời xấu, đồ hèn nhát. Bước ra cho ta. Bước ra đi. Cháu đệ, trên có thần linh, dưới có lương tâm. Chú Tổng Binh, ngươi đừng hiểu lầm. Là đại soái ra lệnh các huynh đệ đến điều tra. Ngươi là kẻ thông minh, có lẽ biết rõ tại sao đại soái không có lập tức về thành Hầu Châu. Đại soái sợ có họa không lường trước được. Tô tướng quân, huynh muốn điều tra thế nào? Mau bắt tất cả bọn chúng lại. Dạ. Ai dám? Tô tướng quân, đừng đụng đến huynh đệ tôi. Muốn chém muốn giết thì nhắm vào một mình chú Nguyên Chương tôi. Đại ca, đại ca. Được, được. Ta sẽ để chính huynh đệ người hai con đường để chọn. Thứ nhất, lập tức rời khỏi thành Hầu Châu. Thứ hai, cùng chịu xét xử theo ngươi. Tùy các ngươi chọn. Được. Các huynh đệ,
Nguyên Chương có lỗi với các đệ, khiến các đệ đổ máu uổng phí. Nhưng mà đừng hận đại soái và đại tiểu thư, họ đối xử chúng ta không tệ. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, Nguyên Chương sẽ đến tìm các đệ. Đại ca, đại ca, cho tụi đệ ở lại với huynh đi. Phải đó, phải đó, đại ca, phải đó, đại ca. Đi đi. Đại trưởng phu làm việc đội trời đạp đất là sống hay chết, cũng phải làm cho rõ ràng minh bạch ý của gia đình. Các đệ đi đi. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca. Ta nói cho người biết, nếu đại ca của ta gặp điều gì không hay, chính cái bạn của bọn ta đổ cái bạn của người cũng không cần ngại đâu. Chu Nguyên Chương, mau khai thật đi, ngươi cấu kết với Trần Hữu Lượng thế nào và mưu chiếm thành Hào Châu thế nào? Ta đã nói rõ ràng. Tô Trung, ngươi đừng ngậm máu phun người. Không lẽ những lời của phu nhân để vu khống cho ngươi chắc? Thôi được, vậy thì ngươi hãy giả những người mà phu nhân đã nói ra đây đi, để bọn ta đối chất thẳng mặt. Hai tên tặc binh đó sợ tội bỏ trốn từ lâu rồi. Chết không đối chứng, ngươi dựa vào đâu mà đem cái tội nặng như vậy đổ lên đầu Chu Nguyên Chương ta chứ? Khổng láo, ý của ngươi rõ ràng là nói phu nhân vu oan cho ngươi. Đương nhiên phu nhân không hại ta, mà kẻ muốn hại ta chỉ là cái bọn tiểu nhân thôi. Ngươi đừng nói bóng nói gió, ngươi chửi ai vậy? Kẻ nào hại ta, ta chửi kẻ đó. Lúc đó chỉ có ta và phu nhân ở đó, không dám chửi phu nhân, vậy tức là chửi ta rồi. Ta phụng mệnh của đại soái đến xét xử ngươi, chửi ta tức là bất kính với đại soái. Biết điều á thì mau chóng khai thực ra, làm sao cấu kết với Trần Hữu Lượng. Đừng bắt ta phải dùng hình ép cung. Phải rồi, dùng hình đi, dùng hình đi, đi. Sao không nói nữa? Được, vậy ta nói, ngươi mượn cơ hội gửi thư lén cấu kết Trần Hữu Lượng, bày ra âm mưu liên quan. Trước tiên là làm bộ bị mai phục, sau đó lừa mở cửa thành chiếm đoạt Hào Châu. Lòng lan dạ sói đó, muốn mượn sức của Trần Hữu Lượng tự lập làm vua, có phải vậy không? Làm bộ bị mai phục, ta mất trăm mấy huynh đệ, toàn thân bị thương thoát khỏi vòng dây. Không lẽ trên đời này lại có sự cấu kết ngu xuẩn vậy sao? Đừng có ngụy biện nữa, đó chẳng qua là khổ nhục kế của ngươi. Nếu không chết mấy trăm người, ta sao chỉ có 9 huynh đệ thân chính của ngươi lại bình an vô sự? Ngươi trả lời đi. Đúng là chuyện quan được. Nếu như ta cấu kết với Trần Hữu Lượng chiếm được Hào Châu, vậy ta sao còn quay trở về? Đây là lời nhảm nhí cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin, mà ngươi cũng nói ra được. Chu Nguyên Chương, chẳng qua ngươi bị tình thế ép buộc làm bộ đóng kịch thôi. Hơn nữa còn làm rất tuyệt tình, vì sợ có người tố giác, 1000+ người cũng không có một người sống sót. Ngươi thật sự là kẻ gian trá độc ác nhất trên đời này. Ngươi muốn ghép tội, nói sao chẳng được. Tô Trung, ngươi là cẩu tặc, ngươi muốn hại ta có phải không? Ngươi nhắm vào ta, nhắm vào ta đi. Muốn chết thoải mái sao? Đâu có dễ như vậy. Đại số và phu nhân, tôi đã biết trò quỷ quái của ngươi, nhưng mà dù gì ngươi cũng đoạt lại thành Hào Châu, cho nên miễn tội chết cho ngươi. Nhưng tội sống khó tha, họ bắt ta phải đánh ngươi 100 gậy quân, đuổi khỏi quân trại như là chó, để người trong thiên hạ nhìn kẻ ăn cháo đá bát như ngươi có kết cuộc như chó. Tất cả thập phu trưởng các ngươi đã từng bị tên cẩu tặc này cười nhạo cửu phu thắng dạng phu, nay bổn tướng quân sẽ cho các ngươi một cơ hội rửa nhục, thay phiên đánh hắn 100 gậy. Người đâu, lột hết đồ của hắn rồi mới đánh. Được, được, lột hết đồ mới đánh đi. Đánh vào chỗ hiểm đi. Không cần các người ra tay. Được, ta sẽ tự cởi. Đánh đi cẩu tặc, đánh vào chỗ hiểm. Tô Trung, tên cẩu tặc, người đánh vào chỗ hiểm của ta đi. Ta chỉ hận không được chết trong tay kẻ thù, mà lại chết trong tay cẩu tặc ngươi. Cẩu tặc còn dám ngoan cố, đánh thật mạnh cho ta. Tô Trung, người hãy uống máu của ta, ăn thịt ta đi, ăn đi. Được, được lắm, đúng là một kẻ cứng đầu. Người muốn chết nhưng
ta không giết, ta muốn coi tên cẩu tặc như ngươi có phải còn mặt mũi tiếp tục sống trên đời này không. Người đâu, tổng cổ tên cẩu tặc này ra khỏi thành Hầu Châu cho ta. Được, đánh, đánh, đánh đi. Ta muốn coi tên cẩu tặc như ngươi có phải còn mặt mũi tiếp tục sống trên đời này không. Tổng cổ tên cẩu tặc này ra khỏi thành Hầu Châu cho ta. Tên khốn kiếp, một ngày nào đó ta nhất định sẽ phanh thay ngươi ra. Đánh tốt lắm, đánh tốt lắm. Con nhìn coi cảnh chém giết nhau. Thành Hào Châu lại lấy được rồi. Không coi phía trước chính là Hào Châu. Ba tánh của Hào Châu đang mong cha trở về đó. Hả? Và chính quyền này ra khỏi Hào Châu. Đại tiểu thư, Chu Nguyên Chân đã thừa nhận tội cấu kết với Trần Hữu Lượng. Thuộc hạ cũng nghĩ tình hắn đã chiếm lại Hào Châu mới tha tội chết cho hắn. Đại soái, có phải vậy không? Không sai. Chu Nguyên Chân thừa nhận cấu kết với Trần Hữu Lượng nên đã phạm tội chết. Đuổi hắn ra khỏi thành là xử nhẹ rồi. Nhưng mà tại sao không đợi chúng tôi về mới giải quyết chuyện này? Bọn chúng 10 người dơ vét rất nhiều của cải ở trong thành, còn không lập tức rời khỏi thành sao? Thì chứ chỉ sợ cái bọn liều mạng này lại gây thêm chuyện, cho nên mới quyết đoán kịp thời, thừa dịp đuổi bọn chúng đi. Đã là tướng phản, chị còn trở về gặp chúng ta để làm gì? Huống chi huynh ấy còn tự mình xung phong chiếm lại Hào Châu, điều này không thấy lạ sao? Điều này không lạ chút nào. Bọn chúng làm vậy là muốn gậy ông đập lưng ông, dụ đại soái, phu nhân và đại tiểu thư vào thành Hào Châu, rồi tóm gọn cả lũ. Nếu là cùng một bọn, họ hạ độc giết ngàn mấy quân Trần, vậy giải thích sao đây? Đại tiểu thư hỏi rất hay. Đó là vì đại soái đã sinh lòng nghi ngờ đối với họ không thể ở lại lâu, chỉ bằng đem vàng bạc châu báu mà quân Trần gieo vét được chiếm làm của riêng, sau đó giết sạch hết ngàn mấy quân của quân Trần. Có thể thấy con người của Chu Nguyên Chương ác độc gian trá biết mấy. Tôi tướng quân, những chuyện vừa rồi huynh nói có nhân chứng vật chứng không? Thuộc hạ cũng chỉ nghe vài binh sĩ Trần bị đầu độc nói thôi. Nghe nói rồi sao nữa? Sau đó mấy binh sĩ đó cũng chết luôn rồi. Nói như vậy tức là chết không đối chứng rồi. Tôi tướng quân, huynh có biết hậu quả trách làm Chu Nguyên Chương là gì không? Mười con cá nhỏ như chúng cũng không thể làm nên cơn sóng lớn gì.
Chi Lan, con đừng quá căng thẳng. Con người như Chu Nguyên Chương lộ rõ giả tâm, vì hắn lại chỉ sợ nuôi ông tay áo. Cha mẹ, bây giờ đang trong lúc chúng ta dùng người. Mọi người đuổi Chu Nguyên Chương đi, sau này còn ai dám bán mạng cho chúng ta? Không sai, Chu Nguyên Chương đúng là người có giả tâm. Nhưng mà muốn có được thiên hạ, chúng ta không phải rất cần hạng người này sao? Hơn nữa, quân ấy binh cường tướng dũng, là chủ lực chiến đấu mạnh nhất của chúng ta. Bây giờ cha mẹ đuổi Chu Nguyên Chương đi, thì giống như đuổi cá xuống vực, xua chim về rừng, rất hợp với tâm ý của Trần Hữu Lượng và Trương Sĩ Thành. Chi Lan suy nghĩ cũng chu đáo. Nếu chuyện này đợi con về giải quyết thì sẽ không khinh suất như vậy. Lần này tôi trung đến du quan cho Chu Nguyên Chương, phải làm sao cứu vãn cho tốt đây. Mau phái người đi tìm Nguyên Chương về. Cha. Dạ. Chu Nguyên Chương là người rất cố chấp. Quyền ấy bị lột đồ trước mọi người và bị đánh 100 gậy quân. Nỗi nhục này sau này có trả thù, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Đã biết như vậy, chỉ bằng gì có tận gốc. Quynh cấp miệng. Quynh mà nói một lời nào nữa, tôi chặt đầu Quynh xuống. Người đâu? Tiểu thư có gì căn dặn? Truyền lệnh của ta, phái nhiều quân đệ, nhất định phải tìm được tung tích của Chu Nguyên Chương cho ta. Tuân lệnh. Ông trời ơi, ông để tôi chịu nhiều đau khổ như vậy, để tôi chịu nhiều nhục nhã như vậy, chỉ bằng ông để cho tôi chết cho rồi. Nói cho tôi biết, tại sao? Thật ra là tại sao? Ông trời, ông mở mắt đi. Ê, à, đi có người kìa. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì vậy? Tiểu huynh đệ, lại đi. Tiểu huynh đệ à? Tiểu lại đi. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, lại đi. Tiểu huynh đệ, tiểu lại đi. Đứng lại kìa. Tỉnh rồi. Đại ca, người này không nói gì hết, nhất định là bị cấm rồi. Cậu ta làm cái gì vậy? Ê, bà kệ hắn, cứu hắn trước đi. À, để thấy hắn giống như là một binh sĩ vậy. Coi này, trên người hắn còn có quấn cờ quân nữa nè. Cờ quân hay cờ quân gì mà kệ, chúng ta cứu hắn coi như là tích đức đi, chứ sao không cần làm bạn mày nữa, phải không? Phải đó, phải đó. Không biết đại ca đi đâu rồi nữa. Mày quên nghĩ coi, đại ca của chúng ta thực ra đang ở đâu vậy? Biết làm sao mà tìm đây? Đằng trước có nhà trọ kìa, tới đó coi sao. Cậu ở trong động khổ luyện 3 ngày đã luyện được võ công gì rồi? Hả? Nam Bắc Thần Công. Nam Bắc Thần Công? Hả? Có nghĩa là sao? Thì Nam Võ Đang, Bắc Thiếu Lâm, đem tinh túy võ công của hai phái hòa hợp lại với nhau thì gọi là Nam Bắc Thần Công. À, cậu thiệt tài giỏi. À, đem tinh túy võ công của hai phái hòa hợp lại với nhau, chủ ý tốt như vậy mấy trăm năm nay cũng chưa có ai nghĩ tới hả? Tiền bối, đó cũng nhờ sự cảm hóa của tiền bối đó. Hả? Việc khó trong thiên hạ khởi từ việc dễ, việc lớn trong thiên hạ khởi từ việc nhỏ. Võ công của các bộ các phái trên thiên hạ dạng bối thành thạo nhất chính là Võ Đang và Thiếu Lâm, cho nên một khi nghiên cứu sẽ rất dễ dàng. Nhưng mà dạng bối lại không có công lực thâm hậu như tiền bối. Võ công mười mấy phái muốn nghiên cứu tỉ mỉ, dạng bối không có cách nào, cho nên mới chọn Thiếu Lâm. Võ Đang bắt đầu làm từ nhỏ. Này tiền bối, dạng bối không biết cách nghĩ của mình có đúng hay không vậy? Dễ dạy dễ bảo. Dễ dạy dễ bảo. Nè tiền bối, dạng bối muốn nói là trận tỉ thí của mấy ngày trước là vì dạng bối nóng lòng muốn đi gặp một người, cho nên dạng bối không có tập trung đánh với tiền bối. Nhưng mà còn hôm nay thì khác nha, dạng bối không thắng sẽ không đi. Tiền bối, tiền bối lưu ý nha. Tên Hoàng Mao tiểu tử này khẩu khí thiệt không nhỏ ha. Điều này là cậu nói đó nha, đánh không thắng sẽ không đi. Nếu cậu không đánh thắng được ta thì sau này suốt đời phải ở trong động quả lòng. Tiền bối đắc tội. Hey.
Tiền bối, sao rồi? Khá lắm tiểu tử, một chưởng này cậu đánh rất là tốt. Như giả lại thật không sao đề phòng được. Lão Phu đã thua rồi. Nhưng mà Lão Phu cũng thắng. Hả? Chứng tỏ Lão Phu không nhìn lầm người. Cậu thật sự là kỳ tài ngàn năm hiếm gặp trong võ lâm. Võ đã được cứu rồi. Võ đang. Tiền bối. Tiền bối. Quần Bảo, cậu đã đích thân Lão Phu sao mặt vẫn ủ rũ như vậy? Trong lòng lại nhớ đến người cần gặp phải không? Không phải. Tiền bối là dạng bối mạo phạm quá, không cẩn thận làm tiền bối bị thương. Cậu ai đây? Thì Lão Phu thấy vui đó. Tiền bối đúng là người kỳ tài. Không cẩn thận bị dạng bối đánh trúng mà vẫn vui mừng như vậy. Như vậy thì Lão Phu không cần làm ma, được làm người rồi. Vậy có nghĩa là sao? Cậu quay người lại đi. Quân Bảo à, con quay người lại đi. Ma? Là ma hay là người vậy? Vừa rồi ta là ma, bây giờ là người. Cứu chữ môn, là chữ môn thật sao? Không phải chữ môn, là thăng thiên rồi sao? Quân Bảo lại đây. Chữ môn từ từ. Quân Bảo à, bần đạo giả chết là kế dấu tài, tri kỳ hùng thú kỳ thư. Bần đạo đang bị nội thương, đã phải chờ đối thủ của Xích Tất Liệt. Nhưng sống chết của bần đạo là chuyện nhỏ, quy danh của toàn chân giáo là chuyện lớn. Bần đạo còn một nguyên nhân quan trọng, chính là phải đào tạo con trở thành trưởng môn mới của toàn chân giáo. Đào tạo con trở thành trưởng môn mới của toàn chân giáo? Phải rồi, chính là con. Cô trưởng môn, cô lão tiền bối, con vừa trẻ tuổi lại không biết chuyện, huống chi con cũng chưa từng học võ đan quyền gì. Không được đâu, chữ môn đừng có đùa với con nữa. Chuyện sống chết sinh tồn của toàn chân giáo sao có thể là trò đùa chứ. Quân Bảo à, con và ta là có kỳ ngộ thiên duyên ở võ đan. Ta cảm nhận được con là kỳ tài học võ, ngàn dặm tìm kiếm bỗng dưng quay đầu, con chính là người kế thừa tài đức toàn chân giáo. Cô chữ môn, tấm lòng của chữ môn con thực sự cảm thấy rất là bàng hoàng. Con vốn là kẻ tài hèn nước mọn, không thể làm được trụ cột gì. Tốt nhất chữ môn tìm người tài khác đi. Bần đạo tuy trải qua 100 tuổi vô ích, có phải gỗ một tài hèn không, tự tin khó thoát khỏi pháp nhãn. Đây vốn là thiên mệnh sở quy. Bần đạo mong con đừng từ chối. Nhưng mà trước khi con thăng lên làm trưởng môn mới, gánh nặng mà đường xa, điều kiện quan trọng đầu tiên chính là nhất định phải thắng Xích Tất Liệt về mặt võ công. Dạng bối có phải là người có tài không? Đương nhiên để nói sao đi. Nhưng dạng bối còn vấn đề khác muốn hỏi trưởng môn. Tại sao trưởng môn không dạy dạng bối võ công của võ đan? Bây giờ võ công của võ đan không thể đánh thắng được Xích Tất Liệt. Hả? Vậy Thái Âm Chân Kinh cũng không được sao? Không có tu vi 30 năm về quyền âm nội công sẽ khó đưa được công lực của Thái Âm Chân Kinh đạt tới cảnh giới của đỉnh cao được. 30 năm? Vậy tức là con có luyện được Thái Âm Chân Kinh cũng không thắng được hắn? Phải rồi. Sở dĩ con thắng được bần đạo là vì con đã uống Đại Hoàng Đan, công lực tăng cường gấp 3 lần. Nhưng sau 9981 ngày thì công lực Đại Hoàng Đan sẽ dần dần biến mất trong cơ thể của con. Ý, vậy sẵn bây giờ công lực của Đại Hoàng Đan còn trong cơ thể con, con đi tìm hắn khiêu chiến. Nè, con đừng nghĩ là sau khi thắng được bần đạo thì có thể thắng được Xích Tất Liệt. Trong lòng mà nói là vì bần đạo đã bị nội thương, con mới dễ dàng đánh thắng được thôi. Theo như lời chủ môn, con làm sao con không đánh thắng được hắn? Không, cùng thần tri hóa, thông u động di, ngũ hành tương khắc thương xung, con phải sáng tạo ra một bộ võ công để khắc chế Xích Tất Liệt. Là võ công mới do chính con sáng tạo? Phải rồi. Con bế quan 3 ngày thì có thể sáng tạo Nam Bắc Thần Công,
chẳng phải không có khả năng tạo thêm kỳ tích sao? Cô chịu môn, chỉ cần con tiếp tục cố gắng, miệt mài không nghỉ, một loại võ học lưu danh muôn thuở sẽ được xuất hiện từ nơi con đó. Quân Bảo à, đây là ý trời, con không tránh khỏi trách nhiệm. Cô chịu môn, chịu môn trao cho con gánh nặng như vậy, con sợ gánh vác không nổi. Võ công của các môn các phái trong thiên hạ đều không phải có người sáng tạo sao? À, con hiểu rồi. Khó trách chịu môn cho con học tuyệt chiêu tuyệt học của các môn các phái. Hy vọng con có thể thấm nhuần sâu sắc, sau đó nắm tinh túy của nó, sáng tạo một loại võ công mới, có phải không? Phải rồi. Vì bần đạo có thân phận là chưởng môn toàn chân giáo, cho nên không tiện công khai danh sở trường võ học. Lần này bần đạo giả chết, mượn cơ hội dân du, lấy thuật biến dạng, giả làm Quả Long chân nhân, chính là muốn trong tình trạng không công khai dạy cho con võ công của các môn phái đó. Không ngờ con cố chấp tới như vậy, nhất quyết không chịu bái Quả Long chân nhân làm sư. Bần đạo không còn cách nào, đành phải tự vạch chân tướng. Cô chịu môn, ông đúng là dụng tâm lương khổ, và bối nhận được nhiều lợi ích. Hay là ông nhận dạng bối làm đệ tử đi. Tốt. Trời ba người tài, bần đạo sẽ nhận con làm đệ tử nhập thất. Sư phụ tại thượng, xin nhận một lời của chư Quân Bảo. Tốt lắm. Thanh giáo phát triển, ngoài con còn ai? Sư phụ. Hả? Sư phụ mau ngồi đi. Đệ tử thật đáng chết, không nên làm cho sư phụ bị thương. Đệ tử lập tức đi sát thuốc nha. Nè, Quân Bảo, không cần đâu vô dụng. Tâm kinh của ta đã bị tổn thương từ lâu, đã không còn hóa giải được công lực của Đại Hoàng Đan. Công lực của Đại Hoàng Đan? Ý của sư phụ là một chưởng đó của đệ tử đã truyền công lực Đại Hoàng Đan vào cơ thể của sư phụ? Phải rồi. Nhưng mà con đừng quá lo lắng. Nếu không có một chưởng đó của con, ta cũng không dám lập con làm chưởng môn mới. Nhưng đệ tử thà không làm chưởng môn mới cũng không muốn đánh sư phụ một chưởng đó. Con khờ quá. Ta vẫn chưa chết mà. Hả? Còn rất nhiều võ công chưa có dạy cho con. Hả? Vậy đi, con đến Thiên Sơn tìm Phong Tuyết Dạ Ma Nhân, mượn Bắc Hải Băng Tiệm của ông ấy dùng đỡ. Cái đó có thể trị được nội thương của ta. Vậy con đi liền. Mà nè Quân Bảo. Dạ. Quân Bảo, con không cần phải vội. Khoảng nửa năm đến một năm ta cũng chưa chết được đâu. Con có chuyện riêng gì cứ đi làm đi. Nhưng mà sư phụ, có thật là sư phụ không sao không? Không sao đâu. Hả? Dạ bẩm đại tiểu thư. Sao rồi? Thuộc hạ dẫn cả trăm binh sĩ tìm khắp chung quanh 100 dặm cũng không phát hiện tung tích của Chu tổng binh đâu cả. Một chút manh mối cũng không có sao? Có, chính là lá cờ rách này thuộc hạ đã phát hiện ở trong miếu quan. Lúc đó Chu tổng binh đã dùng lá cờ rách này để che thân rồi khỏi quân trại. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Tuân lệnh. Người hôm đó gặp nhất định là Nguyên Chương, nhất định là huynh ấy. Nguyên Chương, lỗi tại tôi đến trễ, lỗi tại tôi đến trễ. Chị Lan à, đừng buồn nữa, buồn quá ngã bệnh thì không tốt, thoải mái chút đi. Nè cha, từ khi Chu Nguyên Chương và thuộc hạ của mình rời khỏi quân trại, tình thế của quân ta càng ngày càng yếu đi nhiều. Bị Trương Sĩ Thanh và Trần Hữu Lượng thừa dịp chiếm không ít lãnh địa, trong lòng Chi Lan càng nghĩ càng bất an. Chu Nguyên Chương rời trại mới có nửa tháng, có thể trong lòng còn đang tức giận. Đợi một thời gian nữa hắn tìm cậu ta về cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Đợi cậu ta hả giận, đôi bên gặp nhau sẽ càng tốt hơn. Con chỉ sợ Nguyên Chương giận quá đi đầu quân Trương Sĩ Thành hoặc Trần Hữu Lượng thì làm sao đây? Quân ta mất đi một tướng giỏi, nhưng lại bị kẻ thù giành được tướng giỏi. Giữa một mất một được này thì càng bất lợi cho quân ta. Mất gà làm chuồng chưa phải là muộn đâu. Để cha phái thêm người đi tìm Nguyên Chương là được rồi. Chi Lan, cha sẽ đi tìm Tô Trung để bàn bạc chuyện này coi như thế nào.
Chi Lan, mẹ muốn nói với con vài lời tận đáy lòng. Mẹ nói Chi Lan nghe đi. Miệng con cứ luôn nhắc đến Chu Nguyên Chương. Mẹ là người từng trải, đương nhiên nhìn ra được chút nguyên do. Con thật sự nói có vẻ không thật lòng. Người con nhớ đến thật sự là Nguyên Chương.